chiến trường mới. Hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, số 27. Sau khi có lệnh tổng tấn công, phía quân đoàn 4, sư đoàn 341 và sư đoàn 6 quân khu 7 vòng qua hố Nai đánh vào Biên Hòa. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 4 gồm hai trung đoàn bộ binh 141 và 165 sư đoàn 7 cùng các tiểu đoàn xe tăng, pháo cao xạ tiến công theo đường số 1. Quân địch tại sân bay Biên Hòa và căn cứ Hóc Bà Thức chống cự quyết liệt. Do phải đột phá nhiều khu vực phòng thủ của địch, đến tối ngày 29 tháng 4, quân đoàn 4 chưa vượt qua được thị xã Biên Hòa. Hướng Bắc, quân đoàn 1, sư đoàn 312 tiến công căn cứ Phú Lợi, trung đoàn 209 sư đoàn 312 chốt chặn trên đường số 13 và đường liên tỉnh 14, diệt cánh quân địch rút chạy từ Lai Khê Bến Cát về thị xã Bình Dương, bắt sống 200 tên. Đại bộ phận sư đoàn 5 ngụy buộc phải quay lại vị trí cũ. Đội hình thọc sâu của quân đoàn gồm hai trung đoàn bộ binh 27 và 48 sư đoàn 320B và các tiểu đoàn binh chủng nhanh chóng chiếm chi khu Tân Uyên, căn cứ Lái Thiêu, mở đường xuống Gò Vấp. Hướng Tây Bắc, sư đoàn 320A quân đoàn 3 tiến công căn cứ sư đoàn 5 ngụy tại Đồng Dù. Trận đánh diễn ra hết sức quyết liệt. Sau 6 giờ liền, bằng tác chiến hiệp đồng binh chủng, ta đã làm chủ căn cứ, nắm thời cơ địch đang hoang mang sau khi mất Đồng Dù. Sư đoàn 316 chuyển từ bao vây ngăn chặn địch sang tiến công tiêu diệt và làm tan rã hai trung đoàn 46 và 49, sư đoàn 25 ngụy tại Phước Hiệp, Trảng Bàng, Gò Dầu Hạ. Sư đoàn 25 ngụy, lực lượng chủ yếu phòng thủ cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn bị tiêu diệt. Các lực lượng vũ trang và chính trị địa phương kết hợp tiến công và nổi dậy, giải phóng tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi. Lực lượng thọc sâu của quân đoàn gồm sư đoàn 10 bộ binh và các đơn vị binh chủng tiến theo đường số 1, vượt qua cầu Bông do trung đoàn 198 đặc công chiếm giữ từ trước, nhanh chóng vượt qua Hóc Môn, tiêu diệt quân địch tại trung tâm huấn luyện Quang Trung. 24 giờ ngày 29 tháng 4, lực lượng thọc sâu tiến thẳng qua ngã ba Bà Quẹo, đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Hướng Tây và Tây Nam, đoàn 232, sư đoàn 3 phối hợp với xe tăng, pháo binh, giải phóng thị xã Hậu Nghĩa. Tàn quân địch tháo chạy theo đường số 8 liên tỉnh, bị trung đoàn Gia Định 1 chặn đánh, bắt sống hơn 1.000 tên. Lực lượng thọc sâu của đoàn 232 gồm sư đoàn 9 và một số đơn vị binh chủng tiến đến vùng ven thành phố. Trong khi đó, bộ đội đặc công biệt động phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục đánh lui địch phản kích, giữ vững các cầu qua sông và đã chiếm được các chi khu Tân Túc, Tân Hòa, căn cứ Phú Lâm, chặn đánh bọn tàn binh địch chạy về nội thành. Đêm 29 tháng 4, tất cả các hướng các mũi tiến công của quân ta đã bao vây áp sát kín xung quanh thành phố Sài Gòn. Tinh thần chủ động tích cực thi hành mệnh lệnh, kỷ luật hiệp đồng, ý thức tranh thủ thời cơ của các binh đoàn thật tuyệt vời. Chỉ có ý chí cao, kỹ thuật, chiến thuật điêu luyện của quân đội cách mạng mới làm được việc long trời lở đất trong thời gian ngắn như vậy. 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, phân đội đi đầu của lực lượng thọc sâu do Lữ trưởng xe tăng thiết giáp 203 chỉ huy đã tiến sát cầu Sài Gòn. Giống tình huống cầu Sa Lộ, Đồng Nai, cầu Sài Gòn cũng được bộ đội đặc công bảo vệ không cho địch phá. Nhưng bọn địch vẫn còn dày đặc ở phía nam cầu và dùng chướng ngại vật để ngăn bước tiến của quân ta. Khi phát hiện lực lượng ta, địch dùng hỏa lực của 8 chiếc xe M113, 4 xe M41 và hỏa lực của 6 chiếc tàu chiến đậu ở Tân Cảng, kết hợp bộ binh ở phía tây đường chống cự quyết liệt. Ngay những phút đầu, ta đã bị thiệt hại. Hai chiếc xe tăng bị bắn cháy. Một số cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên cầu.
để dập tắt các ổ hỏa lực hiểm ác của địch, tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 thuộc sư đoàn 304 đã nổ súng tiêu diệt bọn địch co cụm ở gần ngôi chùa phía tây xa lộ. Pháo 85 của trung đoàn 68 cùng với DKZ của trung đoàn 66 bắn cháy hai tàu chiến. Được hỏa lực pháo chi viện đắc lực, trung đoàn 66 cùng với xe tăng của lữ đoàn 203 đã đột phá qua cầu trong khoảng 30 phút. 10 giờ, đội hình thọc sâu đã tới cầu Thị Nghè. 4 xe tăng địch phục kích ở đây chưa kịp hành động ngăn chặn đã bị các chiến sĩ của ta dùng súng chống tăng bắn cháy. Đội hình hàng trăm xe các loại của lực lượng thọc sâu gầm thét tiến theo đường Hồng Thập Tự. Bọn lính ngụy vội vã thi nhau vứt súng, cởi bỏ quân phục, quay đầu chạy trốn. Nhân dân lúc đầu vài người lấp ló ở vỉa hè rồi lần lượt chạy ào ra hoan hô quân giải phóng. Người người lớp lớp như những đợt sóng tràn ngập mặt đường bám sát thành xe, bắt tay các anh bộ đội. Cánh tay phải của tôi muốn rời ra vì nắm lấy hàng nghìn hàng vạn bàn tay của đồng bào Sài Gòn. Vui mừng sung sướng mà ai nấy nước mắt trào ra ướt đầm trên má. Ở Dinh Độc Lập, khoảng giờ đó, Dương Văn Minh đang chủ trì cuộc họp để chuẩn bị ra mắt Tân Nội Các, dự định sẽ tiến hành vào 10 giờ sáng. Nhận được tin, quân giải phóng đã tràn ngập bốn phương vào nội đô Sài Gòn, Minh vội vàng đưa ra bản tuyên bố phát trên đài phát thanh Sài Gòn. Xin ngừng bắn để cùng thảo luận về việc bàn giao chính quyền. Đến lúc này rồi, làm gì còn có chuyện ngừng bắn để cùng thảo luận. Xe tăng, xe bọc thép của quân đoàn 2 như vũ bão tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Chiếc xe tăng mang số 390 tiến thẳng húc đổ cổng chính vào giữa cửa dinh. Bọn lính dù còn đầy súng ống đứng trước dinh sợ dạt sang bên trái, không dám chống cự. Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ cùng một số chiến sĩ của trung đoàn và cán bộ lữ đoàn 203 vượt lên gác vào hội trường nơi nội các Dương Văn Minh đang có mặt đông đủ. Thấy Phạm Xuân Thệ vào, Dương Văn Minh đứng dậy lên tiếng: "Thưa ngài chỉ huy, chúng tôi đã sẵn sàng để bàn giao lại chính quyền cho quý vị." Phạm Xuân Thệ đã trả lời dứt khoát, bắt Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cùng lúc đó, đại đội trưởng Bùi Quang Thận, cán bộ xe 843 cùng tiểu đội phó Trần Đức Tình trèo lên tòa nhà lớn treo lá cờ mặt trận giải phóng. Lá cờ sao vàng nửa đỏ nửa xanh tung bay trên nóc Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút, báo hiệu Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng. Mỗi lúc, người một đông thành dòng chảy về phía Dinh Độc Lập. Tôi bảo cậu lái xe cố lách lên phía trước nhưng không thể được, đành phải nằm trong đội hình xe một hàng dọc. Mãi khoảng nửa giờ sau, xe của tôi mới qua nổi cái cổng sắt vừa bị xe tăng húc đổ. Xuống xe, tôi nhìn quang cảnh xung quanh, không thể tưởng tượng được sự lộn xộn. Ở phía bức hàng rào thép cao hơn đầu người, hàng nghìn người bám vào những chấn song thép như muốn đè bẹp nó xuống. Hàng trăm nhà báo, nam có, nữ có, trèo leo công kênh trên vai nhau vượt qua hàng rào. Có một số sĩ quan giữ trật tự không nổi, đã bắn mấy phát đạn chỉ thiên, nhưng vẫn vô hiệu. Các nhà báo có gan chiến sĩ vẫn tiếp tục nhảy vào, rồi quây lấy cán bộ chiến sĩ của ta để quay phim chụp ảnh, phỏng vấn. Tôi nói với một cán bộ trung đoàn, nhắc anh em không được nổ súng hăm dọa. Rồi cùng với anh công trang lên trên gác, một cán bộ bảo vệ dẫn chúng tôi tới nơi tập trung nội các ngụy. Nhìn những gương mặt lo lắng sượng sùng, không thấy Dương Văn Minh, tôi hỏi anh cán bộ bảo vệ, anh cho biết Phạm Xuân Thệ, trung đoàn phó trung đoàn 66 và Bùi Văn Tùng, chính ủy lữ đoàn 203 đã dẫn Minh đến đài phát thanh kêu gọi ngụy quân ngụy quyền đầu hàng. Công trang sợ sổng mất Dương Văn Minh, anh nổi nóng. Ai giao cho các cậu làm việc đó? Tôi giật áo công trang. Đằng nào anh em cũng làm rồi, bình tĩnh đợi xem sao. Ý thức cảnh giác của anh em cán bộ trung đoàn 66 và lữ đoàn 203 rất khá. Sau khi chiếm được Dinh Độc Lập,
anh em đã đặt nhiều vọng gác. Ngay cửa ra vào nội các ngụy có một vọng gác và có cán bộ bảo vệ trực tiếp. Ai không có nhiệm vụ không được vào. Tôi cùng anh Duyến, phó phòng tác chiến, đi sóng đôi bước xuống thềm dinh ra sân. Cái sân cỏ rộng phẳng phiu, có tới mấy nghìn mét vuông. Bọn tù binh đã bị tước vũ khí ngồi xếp hàng ở giữa sân. Chúng tôi thả từng bước một về phía tù binh. Trong đầu tôi mênh mang vô cảm. Tôi buột miệng hỏi Duyến. Cậu đang nghĩ gì lúc này? Anh hỏi điều gì kia? À, là hỏi thế thôi. Có lẽ trong trận đánh liên tục, khẩn trương, dài ngày và thắng lợi vĩ đại này, có thể tinh thần, tình cảm của con người tôi đã quá tải. Đúng vậy, cái gì cũng quá mức, mệt mỏi quá, căng thẳng quá, lo lắng quá, vui mừng sung sướng quá. Tất cả những cái quá mức ấy, đến lúc này chiến tranh đã kết thúc. Trong đầu tôi tự nghĩ, tuy chiến tranh kết thúc rồi, nhưng chưa phải là đã được thảnh thơi đâu, anh bạn ạ. Còn có hàng trăm hàng nghìn công việc đang đợi anh đấy. Hãy sẵn sàng chuẩn bị mà lên đường tiếp tục sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Giữa lúc nhìn cuộc sống xung quanh hư hư thực thực ấy, mấy quả cối 82 hoặc 81 nổ liên tiếp ngay trên sân cỏ. Duyến ôm lấy mặt kêu, tôi bị thương rồi. Tôi bảo chiến sĩ gác cho tù binh chạy vào trong hầm. Mấy quả đạn cối nổ, chỉ có mình cậu Duyến là chẳng may hỏng một bên mắt. Tôi hỏi một sĩ quan tù binh xem xung quanh đây còn lực lượng nào dám kháng cự nữa không. Không có. Như thế là quân ta bắn quân mình thôi. Chiến tranh khó tránh hết được cái chuyện quái gở ấy. Nhưng nhờ có viên đạn súng cối, trật tự được thiết lập nhanh chóng. Các nhà báo thôi không leo trèo nữa. Các vị đã vào trong sân rồi, cũng vui lòng ra ngoài. Quân đoàn 2 bàn giao Dinh Độc Lập và những phố xá vừa giải phóng xong cho quân đoàn 4, rồi lui về khu vực Thủ Đức. Giặc đã tan, cuộc sống trở lại bình yên. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được ngủ một đêm tròn giấc. Buổi sáng tràn đầy ánh nắng phương Nam rọi qua cửa sổ. Tôi thức dậy, ngồi một mình trong cái phòng ngủ khá rộng, đầy đủ tiện nghi của viên tướng ngụy. Sau khi uống một ly trà Thái Nguyên đặc sánh, tâm hồn tôi thấy sảng khoái. Bao nhiêu kỷ niệm trong cuộc chiến tranh 30 năm ào ạt kéo đến. Bạn bè, kẻ mất, người còn. Những năm tháng gian khổ hy sinh vì đủ thứ, bom đạn, bệnh tật, những trận thắng đẹp đã ghi những nét vàng son trong lịch sử mà tôi vinh dự được ghé vai. Bông Lau, Đông Khê, Thất Khê, Mộc Châu, Bình Liêu, A1 Điện Biên Phủ, Nậm Thà, Mường Sinh, Plei Me, Sông Sa Thầy, Đắc Tô, Đường 9 Nam Lào, Cánh Đồng Chum Long Trẹn. Cho tới bây giờ, dừng lại sự kiện vĩ đại còn nóng hổi, trong tôi có nhiều điều tâm đắc. Điều trước tiên là người chỉ huy phải luôn luôn giữ tinh thần chủ động, dám chịu trách nhiệm. Nhất định đơn vị mình sẽ vươn tới chiến công lớn lao hơn. Sau chiến thắng Đà Nẵng, nếu quân đoàn 2 thụ động chấp hành mệnh lệnh ở lại Đà Nẵng làm lực lượng dự bị, chắc chắn sẽ không có những trận đánh trong hành tiến đầy hào khí qua Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân. Bộ Tư lệnh quân đoàn chúng tôi đã hiểu đúng sức lực của đơn vị mình có thể đảm đương được nhiệm vụ nặng nề hơn, nên đã chủ động mạnh dạn đề nghị với cấp trên thay đổi chủ trương nói trên để cho quân đoàn đảm nhận đánh dọc theo quốc lộ 1 và đã trở thành hiện thực. Khi giao nhiệm vụ cho các hướng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy chiến dịch giao việc chiếm Dinh Độc Lập cho quân đoàn 4. Giao nhiệm vụ ấy cho quân đoàn 4 là hợp tình hợp lý. Nhưng Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 chúng tôi đã đặt một câu hỏi. Nếu quân đoàn 2 vào sớm, có được chiếm Dinh Độc Lập không? Trung tướng Lê Trọng Tấn một lần nữa đứng về phía ý kiến của quân đoàn 2 và trả lời ngay.
nếu vào sớm tại sao lại không chiếm? Và kết quả là quân đoàn 2 đã vào sớm nhất. Việc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Quân đoàn 4 đề nghị nổ súng vào ngày 26 tháng 4 cũng được Trung tướng Lê Trọng Tấn ủng hộ và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đồng ý. Được phép nổ súng sớm 26 tháng 4 đã giúp Quân đoàn 2 tiến vào đúng thời gian để phối hợp với các quân đoàn bạn và đánh chiếm các mục tiêu đúng thời hạn Bộ Chỉ huy Chiến dịch yêu cầu. Tôi rời khỏi phòng ngủ, đi tản bộ qua cái sân khá rộng, rải rác trên sân đủ loại trang phục nhà binh, giấy tờ công văn vứt bừa bãi. Nhìn ra phía đường cái, xe cộ nườm nượp qua lại, đủ loại xe tải, xe lam, xe nào cũng đầy ắp người và đồ đạc. Đó, cuộc sống đang tự được sắp xếp lại. Bà con ở các địa phương di tản vì sợ bom đạn chiến trận lan tới và vì sợ Việt Cộng tràn tới sẽ tàn sát trả thù, đang lần lượt trở lại quê quán của mình. Tôi vung vẩy cánh tay làm vài động tác thể dục. Chẳng ngờ cánh tay phải còn rất mỏi, khiến tôi nhớ đến những cái bắt tay quá nồng nhiệt của đủ các tầng lớp nam, phụ, lão, ấu ngày hôm qua. Trên khuôn mặt của các bà già, cô gái đầy nước mắt với những nụ cười tỏ niềm vui mừng vô bờ bến, họ bắt tay níu kéo không muốn rời. Đồng bào Sài Gòn đã đón mừng chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, như đón mừng người ruột thịt của mình đi xa lâu ngày trở về. Ai là kẻ giết chóc trả thù? Nghĩ mà nực cười về những luận điệu tuyên truyền phản động của một số đài báo phương Tây và Sài Gòn. Trước khi quân ta tiến vào Sài Gòn, họ thường lặp đi lặp lại cái điệp khúc Sài Gòn sẽ tắm trong máu vì sự giết chóc trả thù, Sài Gòn chỉ còn là một đống gạch vụn. Tôi không có ý định bình luận về những điều này vì sự thật tự nó đã giải đáp quá đủ. Tôi muốn nói điều mình tâm đắc nhất và cũng là niềm vui nhất của thời điểm lịch sử ấy. Đó là việc quân đội ta đã giành lại từ móng vuốt của kẻ thù một thành phố đã từng được chúng mệnh danh là thủ đô mà vẫn nguyên vẹn, không hề có chuyện tàn phá thành đống gạch vụn. Đó là điều kỳ diệu hiếm thấy ở các cuộc chiến tranh khác. Điều kỳ diệu ấy đã được tạo ra trong những trận đánh thần tốc, táo bạo và tinh thần kỷ luật rất nghiêm minh của quân ta khi chiếm lĩnh một thành phố lớn. Những ai đã từng trong cuộc chiến này đều biết địch đã huy động hết lực lượng mạnh nhất, tinh nhuệ nhất còn lại ra đứng chắn ở tuyến phòng ngự vòng ngoài thành phố. Và tại đây, quân ta đã cho chúng một đòn đo ván. Thấy tình hình vô phương cứu chữa, Bộ Tổng Tham mưu, bộ não của quân ngụy tự nó vữa ra. Riêng ngày 27 tháng 4 năm 1975, một loạt sĩ quan cao cấp gồm Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Lục quân, Chuẩn tướng Trần Đình Tho, trưởng phòng 3, Bộ Tổng Tham mưu, Đại tá Hoàng Ngọc Lung, trưởng phòng 2, Tham mưu, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa xin từ chức, từ nhiệm. Cũng ở thời điểm đó, nhiều sĩ quan của Bộ Tổng Tham mưu ngụy tự ý bỏ trốn nhiệm sở, đưa vợ con đi di tản. Như thế cũng đủ rõ trận quyết chiến chiến lược, phân rõ thắng bại, ta đã làm xong ở tuyến phòng ngự vòng ngoài của địch. Quân ta vào thành phố với đội hình chiến đấu trong hành tiến vẫn đè bẹp được hành động kháng cự của bọn tàn quân địch. Được nhân dân giúp đỡ, quân đội ta đã nhanh chóng khôi phục mọi sinh hoạt bình thường của thành phố. Ngày 18 tháng 2 năm 1995, Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Thưa quý vị và các bạn, theo thường lệ, Win-Win Việt Nam sẽ có đôi dòng về tác phẩm. Nhưng với chiến trường mới của Thượng tướng Nguyễn Hữu An, chúng tôi thực sự muốn dành những suy nghĩ, cảm xúc riêng cho mỗi chúng ta. Chỉ xin được đôi dòng rất sơ lược về ông, một sự nghiệp gắn liền với chiến trường
gắn liền với sự phát triển trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phó Giáo sư Nguyễn Hữu An sinh tháng 10 năm 1926, mất mùng 9 tháng 4 năm 1995, gần 2 tháng sau khi ông hoàn thành cuốn hồi ức. Nguyên quán xã Trường Yên, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, ông nhập ngũ tháng 8 năm 1945, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1945. Ông lần lượt qua các cấp bậc, thượng tá năm 1958, đại tá năm 1966, thiếu tướng năm 1974, trung tướng 1980, thượng tướng 1986. Chức vụ cao nhất, tư lệnh quân đoàn 2, phó tổng thanh tra quân đội, viện trưởng học viện quân sự cấp cao. Tên tuổi ông gắn với những chiến thắng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đó là trận đèo Bông Lau, Lũng Phầy năm 1949. Trong chiến dịch biên giới năm 1950, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 251 chủ công của trung đoàn 174, trung đoàn Cao Bắc Lạng, tấn công và tiêu diệt đồn Đông Khê, mở đầu thắng lợi cho chiến dịch. Là tiểu đoàn trưởng trung đoàn phó trong các trận chiến thắng ở Bình Liêu, Vĩnh Phúc, Mộc Châu. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, là trung đoàn trưởng trung đoàn 174 thuộc đại đoàn 316, ba lần tấn công đồi A1. Sáng mùng 7 tháng 5 năm 1954, Nguyễn Hữu An chỉ huy cho kích nổ khối bộc phá 1.000 cân, mở đường vào Mường Thanh, kết thúc thắng lợi chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Khi đó, ông mới 28 tuổi, là một trong những chỉ huy trẻ nhất của mặt trận Điện Biên Phủ. Năm 1964, tại mặt trận Tây Nguyên, chiến trường B3, Phó Tư lệnh B3 trực tiếp chỉ đạo và chỉ huy trung đoàn 101 diệt gọn tiểu đoàn biệt động Cọp Đen, đánh thiệt hại nặng trung đoàn 44 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có trung tá trung đoàn trưởng. Tháng 11 năm 1965, trực tiếp chỉ huy chiến dịch Pleime, có trận chiến tại Yadrang, tiêu diệt hoàn toàn một tiểu đoàn, làm thiệt hại nặng một tiểu đoàn kỵ binh Mỹ, trận đánh Phủ Đầu và chiến thắng sư đoàn kỵ binh số 1 của Mỹ khi quân Mỹ vừa vào Việt Nam. Yadrang, trận đánh làm thay đổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam, theo cách nhìn nhận của người Mỹ. Năm 1971, sư đoàn trưởng chỉ huy sư đoàn 308 tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào, góp phần vào chiến công lừng lẫy của quân dân ta, đánh bại kế hoạch Lam Sơn 719 của Mỹ Ngụy. Trong cuộc chiến đấu lấy lại cánh Đồng Chum của mặt trận Pha Thét, cũng có phần đóng góp của ông. Tháng 6 năm 1972, đại tá Nguyễn Hữu An chỉ huy sư đoàn 308 chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. Năm 1975, tư lệnh quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang, thiếu tướng Nguyễn Hữu An đã chỉ huy quân đoàn lần lượt giải phóng các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế cùng với lực lượng vũ trang quân khu 5 trong 3 ngày đêm, đánh bại gần 10 vạn lính chủ lực cơ động của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại căn cứ Liên hợp quân sự Đà Nẵng. Ngay sau đó, tiếp tục chỉ huy quân đoàn hành quân thần tốc gần 1.000 km trên đường hành quân, chỉ trong vòng 24 giờ, tiêu diệt tuyến phòng thủ từ xa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Phan Rang. Cả quân đoàn kịp thời tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong trận quyết chiến cuối cùng, quân đoàn 2, một trong năm cánh quân, đã vinh dự tự hào là đơn vị cắm lá cờ lên nóc Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nguyễn Hữu An được đánh giá là một trong các vị tướng trận giỏi nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 12 năm 1977 đến năm 1981, ông tiếp tục chỉ huy quân đoàn 2 tham gia chiến dịch phản công biên giới Tây Nam chống quân Khmer Đỏ. Ông đã giữ chức vụ quan trọng trong quân đội như Phó Tổng Thanh tra Quân đội, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Tư lệnh Quân khu 2 1984-1987, Giám đốc Học viện Lục quân 1988-1991, Giám đốc Học viện Quốc phòng 1991-1995. Ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mệnh danh là Vị tướng Trận Mạc
Nguyễn Hữu An được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý: huân chương độc lập hạng nhất, hai huân chương quân công hạng nhất, huân chương quân công hạng ba, hai huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, huân chương chiến thắng hạng nhì. Năm 2014, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chân thật, sôi nổi, giản dị, chúng ta đã cùng với vị tướng tài ba của nước nhà dọc ngang cuộc trường chinh giữ nước vĩ đại của dân tộc. Với ông, cũng như hầu hết các tướng lĩnh Việt Nam thời đấy, cuộc đời và sự nghiệp mỗi cá nhân gắn liền với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, làm nên tên tuổi một huyền thoại tướng trận mạc Nguyễn Hữu An. Để kết thúc cuốn hồi ức Chiến trường mới, Win Win Việt Nam xin có đôi lời về Ia Drang như cách gọi của báo chí Mỹ: trận thung lũng chết. Ở nhà truyền thống huyện Chư Prong có sa bàn trận đánh Ia Drang nằm trong chuỗi chiến dịch Pleimer. Trận chiến diễn ra từ ngày 19 tháng 10 đến 26 tháng 11 năm 1965, bắt đầu là vây đồn Pleimer, diệt quân Ngụy đi ứng viện, buộc quân Mỹ phải nhảy vào tham chiến. Sư đoàn kỵ binh bay số 1, niềm tự hào của quân đội Mỹ, lần đầu tung sang Việt Nam dưới sự yểm trợ đắc lực của máy bay B-52, đã phải thua những chiến sĩ đâm lê. Sau trận đánh, Trung đoàn 66 được tặng thưởng một lúc hai huân chương quân công hạng nhất. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói: do không có huân chương nào cao hơn, vì vậy tặng một lúc hai huân chương để thưởng công cho thành tích tuyệt vời của Trung đoàn 66. Mưu hay của ta là lừa địch, kế giỏi của ta là dụ quân Mỹ vào đúng điểm quyết chiến ta đã chọn, đánh gần để hạn chế hỏa lực vũ khí hiện đại của Mỹ. Trận Ia Drang đã vượt qua khuôn khổ chiến thuật, trở thành trận đánh có tầm cỡ chiến dịch, báo hiệu sự thất bại không thể tránh được của quân đội viễn chinh Mỹ. Trận quyết chiến ám ảnh Trung tướng Harold Moreau, vị tiểu đoàn trưởng chỉ huy năm xưa. Ông đã đến Việt Nam tìm gặp tướng An kết bạn, rồi cùng đến thung lũng Ia Drang như để tìm lời giải đáp. Tháng 10 năm 1993, mùa mưa, từ trung tâm huyện đến bãi đáp máy bay trong thung lũng Ia Drang phải đi bằng máy cày. Lực lượng tiền trạm và 5 cựu chiến binh Mỹ từ Gia Lai ngồi trên rơ móc của chiếc máy cày. Đêm, mọi người mắc tăng võng ngủ ngoài rừng để sáng hôm sau đốt lửa đón máy bay. Đây là khu đất khá bằng phẳng giữa rừng dầu bạt ngàn khô khốc, cách đồn Pleimer hơn 20 km. Ngày 14 tháng 11 năm 1965, sau khi đồn Pleimer bị ta bao vây, để ứng cứu, tiểu đoàn 1 kỵ binh bay của Mỹ do tiểu đoàn trưởng Moreau chỉ huy đổ bộ xuống bãi đáp X-ray cách vị trí tập kết của tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 của ta khoảng 200 m. Hai mũi xung phong của Mỹ đều bị bẻ gãy, cụm lại vòng quanh bãi đáp này. Trung đoàn 66 đã tập kích đánh giáp lá cà. Địch đã dùng máy bay trợ chiến bằng bom và tên lửa thả bom napalm xuống trận địa. Lúc này đang lẫn lộn quân của cả hai phía. Máy bay chở thượng tướng Nguyễn Hữu An và trung tướng Hart Moore từ Hà Nội vào đáp xuống theo lửa hiệu. Ông Hart Moore nhớ chính xác vị trí ụ mối đã từng đứng đó chỉ huy. Chỉ nơi ông và tiểu đoàn 1 không kỵ bị quả bom napalm của Mỹ ném trúng, lính Mỹ giống như những bó đuốc sống, vừa chạy vừa la thất thanh. Trung tướng Moore hỏi thượng tướng Nguyễn Hữu An: lúc tôi ở đây thì ông ở đâu? Tướng An cười: đối diện với ông chừng vài trăm mét. Hart Moore rất ngạc nhiên. Ông Moore cũng hỏi nhiều về chiến thuật ở Ia Drang và những điều ông ta chăn trở. Thượng tướng Nguyễn Hữu An đã trả lời thẳng thắn nhưng cũng rất mềm mỏng, trên tinh thần ngoại giao hữu nghị hướng tới tương lai. Trước khi lên máy bay rời Ia Drang, tướng Moore bốc một nắm đất Ia Drang để làm kỷ niệm. Sau chuyến đi Ia Drang, tướng Hart Moore đã có nhiều cuốn sách viết về chiến trường Việt Nam, tích cực kêu gọi các cựu binh Mỹ
nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước. Ngày 3 tháng 2 năm 1994, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận Việt Nam và lập cơ quan liên lạc giữa hai nước. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm 1996, tướng Harold Maurer trở lại Việt Nam. Khi đó, Thượng tướng Nguyễn Hữu An đã mất. Tướng Maurer đã đến thăm gia đình, thắp hương trước ban thờ vị tướng tài ba, người bạn, người cựu thù mà ông kính trọng, khâm phục. Những trận đánh nhỏ to, những chiến dịch ngắn dài mà Thượng tướng Nguyễn Hữu An tham dự hoặc trực tiếp chỉ huy được kể lại trong chiến trường mới của ông là những hồi ức lấp lánh của người lính già, trung thực, rất đời mà cũng thật văn. Nguyễn Hữu An, con người và kỳ tích, sống mãi trong ký ức những người lính của ông, sống mãi trong lòng dân tộc, trong lịch sử bất khuất bảo vệ Giang Sơn của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.